Hello hello, một ngày mới lại bắt đầu và chúng ta cùng đi săn khủng long thôi nào các bạn ơi. Wow, mới vô chúng ta đã bắt được một con khủng long Elasmosaurus rất là to đây rồi. Đấy, con Elasmosaurus của chúng ta có cái màu đen đen xám xám ha. Rồi, và rồi chúng ta lại bắt được một con khủng long T-Rex màu đỏ rực. Một màu đỏ rất nổi. Ê, rồi chỉ có con tê giác. Một chú tê giác có hai cái sừng, một cái sừng dài, một cái sừng ngắn các bạn ơi. Hôm nay không những bắt được khủng long mà chúng ta còn đang bắt được những con vật khác nữa ha. Rồi, đến một con khủng long Triceratops rất là to đây các bạn ơi. Màu xanh rất là đẹp nè. Rồi, đến lượt con khủng long. Này là con trung kiên Osiris. Con này rất là đẹp các bạn ơi. Wow, và là một con khủng long Giganotosaurus gầy còn chớ xương à. Có hàm răng rất sắc nhọn nữa nha. Rồi, wow, ở đây sao mà có nhiều khủng long đứng với những chiếc giỏ bí ngô Halloween. Và thì ra ở trong khu rừng này đang có đại hội Halloween nữa các bạn. Và những con khủng long này nó đang chuẩn bị đi chơi rất là vui đây nè. Rồi, chúng ta cùng nhau đến đây chơi với những con khủng long thôi. Và một con khủng long Elasmosaurus đây rồi. Đây là con Elasmosaurus màu xanh rất đẹp nè. Wow, và kế bên một bà bí ngô màu cam thì có con khủng long Spinosaurus đầu đỏ. Và nó hai cái miệng to quá. Và đây những cái cơ bắp đây. Wow. Và rồi xem nào các bạn ơi, những cái răng rất dài của nó. Và cái vây đỏ đỏ cam cam nữa, rất là nổi bật nha. Tới cái giỏ màu trắng này, cái giỏ bí ngô trắng thì có con Byroraptor màu cam. Tại sao con khủng long cam lại ở trong giỏ trắng vậy ta, sao không ở trong giỏ cam thế ta? Con Byroraptor nó là thích vậy đó các bạn ơi. và nó một cái đầu gạch gạch rất là hay nha. Rồi, và cái giỏ bí ngô trắng cất đi. Ôi, và con khủng long Giganotosaurus đây các bạn ơi. Con này có cái đuôi rất dài. Và nó gầm lên. Wow, quá là hay luôn các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn xem nó có những cái gai gai, cái vây gai gai nữa nha. Và con khủng long Giganotosaurus này nó bắt tay nó to khỏe quá chừng đi nè. Đấy, chúng ta thấy có một cái đầu rất đẹp. Wow. Rồi, mình cho vô chiếc rổ nha. Wow, đây có một gia đình khủng long T-Rex đang xách một cái giỏ bí ngô màu xanh lá cây. Và trong giỏ này là có con khủng long Herrerasaurus nè. Wow, có những cái hoa văn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta đến lượt là gặp những con khủng long T-Rex đây. Wow, con khủng long T-Rex màu nâu này là nhỏ hơn cái con trên kia vẫn còn.
Đó, và đây là con khủng long mẹ. À, rất to bạn ơi, rất to, rất to. Wow. Đây, có chỗ này chúng ta có thể đó, cái chân rất khỏe của nó. Wow. Và cái miệng to lắm các bạn ạ. Nó có đôi mắt màu vàng nữa này. À, chỗ này xem được mã gen của cả khủng long nữa. Ồ hô hô. Đấy, rồi chúng ta qua bên đây gặp một cái con khủng long trong chiếc giỏ màu vàng, là một con Velociraptor rất là đẹp các bạn ơi. Wow, có cái đuôi có thể xoay tròn thế này ư. Ồ, con này có hai cái đường màu xanh ở hai bên người rất là đẹp. À, và đây là chủ nhân của chiếc giỏ bí ngô màu vàng, là một con khủng long Indominus Red màu xám rất là đẹp nè. Wow, đẹp lắm nha các bạn ơi. Ấn ở đây là nó đổi cái màu bụng chế độ chiến đấu và chế độ bình thường đó. Và có đôi tay rất dài và móng vuốt nói là quá sắc nhọn. Ồ. Và chúng ta xem có những cái gai gai trên người con khủng long Indominus Red này nữa. Rồi, sau khi thu thập những con khủng long ở những chiếc giỏ Halloween thì mình qua bên đây và quả trời khủng long các bạn ơi, quá trời luôn nè. Trời ơi nhiều vậy sao mình nhặt hết được đây? À thôi mình cứ làm từ từ vậy. À, một con khủng long Apatosaurus màu nâu. Quay và gặp đây là một con khủng long Gigantosaurus. Gigantosaurus này có những cái mảng loang trên người rất đẹp các bạn ơi. Đó, và nó còn có những cái răng rất là nhọn nữa kìa. Ồ, và chúng ta đang được gặp ở đây là một con khủng long Sinoceratops cùng với đó. Trong một cái bụi gần gần đây là có một con khủng long Indominus Red con này các bạn ơi. Chú khủng long Indominus Red con này đang núp ở trong một chiếc giỏ bí ngô màu tím rất là đẹp. À, và nó đang há cái miệng ra nữa chứ. Wow, nó có những cái tiếng kêu gầm gừ và đôi mắt đỏ phát sáng nữa, thật là quá tuyệt vời các bạn ơi. Cái giỏ chúng ta đang nhiều khủng long lắm rồi đây các bạn ơi. À, và mình bắt gặp một con khủng long T-Rex màu vàng mập ú à. Hey, quá là đẹp luôn. Rồi, đến một con trung kiên Osiris nha. Ồ, con trung kiên Osiris này có rất là nhiều những cái gai dài trên lưng của nó đây nè. Wow, và rồi có con khủng long Maya Sora. Maya Sora là một con khủng long có tay rất dài đấy các bạn ơi. À, một cái tay dài mà cái tướng người rất là ngộ nghĩnh, kỳ lạ nhỉ. Wow, rồi đến lượt cái con Dimetrodon này màu cam sao mà đẹp quá này các bạn ơi. Đó, và nó có chỗ để xem được mã gen của con khủng long này nữa đây. Hey. Ồ, và có một cái đầu gật gù. Rất là hay đúng không các bạn? Rồi, cho vào trong chiếc giỏ của chúng ta thôi nào. À ha ha, một chú báo đen. Wow, con báo đen với đôi mắt màu cam như đang phát sáng thế này. Ồ, và vô tình gặp một con khủng long ở dưới nước mà lên bờ là một con Mosasaurus rất hung dữ nè các bạn ơi. Ồ, nó có cái miệng to thế nhỉ. Wow, và giữa bãi cỏ này mình bắt gặp thấy con Ankylosaurus. Ồ, và có con khủng long màu xanh như cỏ vậy, đó là một con T-Rex à. À, con khủng long T-Rex của chúng ta có một cái bộ da xinh xui nhỉ.
Wow, và đây là một con khủng long được lai tạo đột biến rất hung dữ, Indoraptor. Con này được lai từ Velociraptor và Indominus đó các bạn ơi. Hey hey hey, và đến một con T-Rex màu xanh lá cây có cái bụng vàng nè. Và mình vô tình bắt gặp được con King Kong này. Có một cái bộ lông tay rất dài. Và bỗng nhiên mình thấy có con khủng long T-Rex màu vàng. Con nó đang ở trong một cái giỏ Halloween màu xanh dương rất đẹp. Đây. Mình phải nhờ người bạn mình giúp đỡ thì mình lấy được con khủng long này ra đấy các bạn, nó bám chắc lắm. Có cái màu vàng vàng đẹp nha. Wow, ở bên cái đường chỗ cái khe này thì có con khủng long Spinosaurus à. Và một con Giganotosaurus màu nâu nữa nè. Wow, có rất là nhiều những con khủng long có cái màu nâu thế này các bạn ơi. Và mình thấy có con khủng long Allosaurus cái màu xanh neon cực kỳ nổi bật. Nhìn như nó đang phát sáng đúng không các bạn ơi. Chúng ta lại được gặp một con Dilophosaurus màu xanh lá cây à. Con Dilophosaurus là đến một con khủng long màu kiếm Brachiosaurus. Wow, trong cái chỗ khu vực nền gạch này mình thấy có con khủng long Cryosaurus mà nó núp ở đây thì khó lắm mới nhìn ra đó nha. Cái con khủng long Amagasaurus màu nâu mà cũng núp ở đây nữa. Và cũng có một con khủng long rất hung dữ, đó là chú khủng long Spinosaurus có cái vây to và hàm răng rất dài nè các bạn ơi. Và có con cá mập từ đâu đây? Sao lại lên bờ chơi thế này? Rồi, cái đồ của chúng ta khá là nhiều này, chúng ta săn rất nhiều khủng long đấy các bạn. Và có con khủng long T-Rex màu nâu. Wow, con T-Rex nâu này các bạn ơi, nhìn có cái gai gai ở trên người. Và cái đuôi nó có cái gân dài lên, có nó khỏe lắm đó. Và đây có con gì rất là nổi bật nè. Hóa ra đây là một chú khủng long Dimetrodon. Và có con T-Rex màu xanh nước biển nè. Trời ơi, quá đẹp. Có những cái đường vằn vằn màu vàng nữa, rất là nổi bật luôn kìa các bạn ơi. Wow, con T-Rex này không biết tại sao cái màu xanh nước biển lạ quá vậy ta. Chắc là nó có siêu năng lực gì của nước hay sao đó. Và rồi có con Dimorphodon, một con khủng long bay với cái đôi cánh to đang dang rộng của nó này các bạn. Và đây ngoài nắng này là có con King Kong màu trắng, một bộ lông trắng hơi hơi vàng vàng một xíu, hơi hơi dơ dơ một chút xíu, không sao, vẫn rất là đẹp không các bạn. Wow, và rồi mình thấy có con Ankylosaurus nữa nè, một con khủng long có cái đuôi rất to và nặng và một cái bộ giáp gai đồ sộ luôn. Ở đây thì có con T-Rex màu xanh nước biển, con đáng yêu nè. Rồi, qua đây là chú khủng long Abatosaurus màu cam với cái cổ dài, cái đuôi dài và bốn cái chân to như là bốn cái cột vậy đó. Và chúng ta lại thấy một con khủng long đầu búa Stinky Moloch ở đây rồi. Và có lẽ video chúng ta phải hết tại đây rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha, để cùng đi săn khủng long với mình nha. Bye bye.